Thưa quý vị, một người bị thiệt mạng sau vụ tai nạn phi cơ ở tiểu bang Oklahoma. Một vụ tai nạn phi cơ kinh hoàng đã vừa xảy ra trong khu vực cách thành phố Oklahoma City, tức thủ phủ của tiểu bang Oklahoma, khoảng 30 dặm về phía Tây, vào ngày thứ Tư 30 tháng 5, khiến cho một người bị thiệt mạng. Nạn nhân được xác nhận là viên phi công điều khiển chuyến bay. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát, tai nạn đã xảy ra gần góc đường Manning và Memorial thuộc mạng Tây Bắc thành phố, sau khi chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu và trúng một tòa tháp truyền hình, sau đó rớt xuống một con mương. Giới chức trách vẫn chưa tiết lộ danh tính của công ty và viên phi công nêu trên đang theo làm. Nguyên nhân gây ra tai nạn đang được cơ quan hàng không FAA điều tra. Cư dân ở địa phương đã được khuyến cáo tránh đi lại trên đường Memorial và Manning, nối liền giữa hai thành phố Yukon và El Reno.